như anh em ta vừa thấy thì cái chiếc mũi khoan này thì đã bị cùn rồi, do đó là chúng ta không thể khoan được số gỗ. Thì có rất nhiều cách chúng ta giải quyết để chúng ta có thể mài cái mũi khoan này. Thế nhưng mà rất là nhiều anh em chúng ta khi mà mài thì nó sẽ không được cái đảm bảo được cái độ bền sắc của cái dòng mũi khoan này và nó sẽ không chuẩn. Vậy thì hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả anh em một cái dòng, đây là một trong những dòng phụ kiện sử dụng để mài các dòng mũi khoan như thế này nhé. Với cái dòng sản phẩm này thì cũng là khá là đẹp để anh em chúng ta có thể mua về chúng ta sử dụng để mài các cái dòng mũi khoan này. Thì về kết cấu của cái dòng phụ kiện này thì như chúng ta thấy ở trên này, chúng ta sẽ có các cái rãnh ở đây để chúng ta có thể sử dụng để bỏ các cái dòng mũi khoan lớn nhỏ ở đây. Thì với cái rãnh này thì chúng ta sẽ sử dụng cho các dòng mũi khoan từ 2 ni cho đến 1/2, có 3 rãnh ở đây. Và về kết cấu thiết kế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đá mài đặt vị trí chéo để chúng ta có thể mài, và ở đây thì có một cái cốt để chúng ta mắc các dòng mũi khoan vào. Thì sau đây sẽ sử dụng thực tế cái dòng sản phẩm này xem khi mà chúng ta mài cái dòng cước này mang lại cho chúng ta hiệu quả như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải mắc cái phụ kiện này vào. Tiếp thì chúng ta sẽ phải cho cái mũi khoan vào cái kích thước mà chúng ta phù hợp nhé. Chúng ta sẽ xoay vào vị trí mà cảm giác mũi khoan đã được vuông với đá mài. Tay chúng ta sẽ cầm ở đây và cái tay ở dưới này chúng ta sẽ đặt vào. Và sau khi chúng ta mài ấy, thì cái đường thép ở đây đã được mài sáng bóng và rất là sắc ngọt như này rồi, đã dùng được rồi. Thì sau đây tôi sẽ lắp vào máy để test cho anh em và thấy cái độ sắc của cái đồng sản nhé. Thì với cái dòng sản phẩm phụ kiện mài mũi khoan này thì hiện tại hệ thống phân phối Vinachi cung cấp với cái giá rất là rẻ. Anh em nào chúng ta quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm like hoặc đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới của hệ thống phân phối Vinachi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.